Chào mừng các em đến với kênh Just for Kids. Welcome to Just for Kids channel. The farmer in the dell, the farmer in the dell. Hi ho the derry-o, the farmer in the dell. The farmer takes the wine. The farmer takes the wine. Pikachu vàng nè, ủa hai má màu đỏ nè. Mình có Pikachu đẹp quá ta. Pikachu đang lắc đầu với các bạn nè. Pikachu có 5 trứng nha. 5 trứng nha. 5 trứng của Pikachu nha. Trứng màu xanh nè, trứng màu cam nè, trứng màu hồng nè. Còn trứng màu vàng nữa nè. Chà, Pikachu có nhiều trứng quá ta. Pikachu có nhiều trứng quá ta. Pikachu xuống đây nha. Rồi, để anh bóc trứng màu cam ra nha. Chà chà chà, trứng màu cam cứng quá. Chà, trứng màu cam cứng quá. Dạ. Rồi, anh bóc trứng màu cam ra nha. Có gì trong này ta? Để anh mở ra xem nhá. Có cái gì xinh xinh vậy ta? Hấp dẫn quá ta. Cái kéo nè. Cái gì ta? Anh bỏ xuống. Cái gì ta? Xinh xinh vậy ta? Chà 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 chà. Cái nhẫn hả? Pikachu đeo nhẫn nè. Không hả? Cái này gì mà hình sao vậy ta? Chà 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 chà. Hết rồi nha. Rồi, anh để vào lại nha. Thôi mình cất nha. Chà chà. Rồi, cất lại nha. Rồi để anh mở trứng màu xanh này nha. Pikachu đồng ý không? Không hả? Được trứng màu hồng. Thôi mình mở trứng màu hồng trước. Chà chà. Chà. Cứng quá. Trứng màu hồng này. Cứng quá. Chà, mở được rồi. Mở được rồi. Để anh mở trứng màu hồng xem có cái gì nha. Có cái còi đó. Cái còi này. Rồi. Cái ngôi sao nè. Có cái còi nè. Còi màu xanh nha. Xanh lá cây nha. Pikachu thổi còi nha. Tuét 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 tuét. Tuét 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 tuét. Còi có hình quả bóng nữa nha. Thôi mình cất cái còi đi. Cất cái còi lại đi nha. Wow. Mình mở hai cái rồi đó nha. Mình mở cái thứ ba nhá, ba màu vàng nha. Wow. Sao cái nào cũng cứng vậy ta? Wow. Dinosaur. Wow. Dinosaur egg. Cứng quá. Sao mở được đấy ta? Wow, anh mở hoài mà mở không có được á nha. Cứng quá. Làm sao mở được đây ta? Wow. Cứng quá nhỉ. Làm sao mà mình mở được ta? Cứng quá trời luôn. Wow, dinosaur. Wow, mở được rồi. Mừng quá. Có cái gì ta? Wow. Wow, con khủng long nè. Khủng long đẹp quá. Khủng long màu cam nè. Wow. Chà 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 chà. Wow. Wow. Trứng nào cũng có kẹo hình ngôi sao hết vậy ta. Wow, anh để khủng long vào trứng lại nha. Wow, anh đóng lại nha. Wow. Pikachu mà đẻ ra trứng khủng long. Hay quá ta. Sao kỳ vậy cả ta. Wow, còn hai quả trứng, anh mở trứng nào trước ta? Trứng xanh hả? Trứng xanh có được không? Rồi thì vậy anh mở trứng xanh nha. Wow, trứng xanh mở dễ quá. Dễ quá. Trứng xanh nó có hai con gì vậy ta? Wow, con gì màu đỏ vậy ta? Kangaroo. Kangaroo nè. Wow, kangaroo lên đầu Pikachu ngồi nha. Nhảy nhảy nha. Lên đầu Pikachu ngồi nha. Wow. Wow.
khủng long nè, dragon nè, wow, khủng long xanh nè, khủng long xanh nè, chà chà, khủng long ngồi chơi với kangaroo nha. Wow, sao té rồi, sao té rồi. Một khủng long nữa nè, khủng long màu xanh luôn nha. Wow, chà, mình có nhiều trứng khủng, nhiều khủng long quá ta. Wow, đứng nào cũng có kèo quá ta. Chà 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 chà. Thôi, anh cất nha, anh mở nốt đứng còn lại nha. Wow. Chà. Trứng hồng nè. Cứng hả? Mở ra được rồi nè. Trứng hồng này có cái gì ta? Wow. Đố các bạn biết có cái gì trong này đó. Anh mở ra xem nha. Wow. Có một cái còi. Wow, thổi như Pikachu. Tuê 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 tuê. Wow, thổi như Pikachu. Thôi, nhiều quá, mình mở ra hết trứng rồi. Hết trứng rồi. Giờ mình làm gì về đây vậy ta? Xin chào các bạn nha. Thôi, mình coi từng quả trứng một nha. Tên 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 tên. Trứng xanh đây nè. Trứng xanh có cái gì trong trứng xanh ta? Xanh lá cây đó. Wow, trong trứng xanh có hai con khủng long. Con khủng long màu cam. Wow, khủng long màu cam đẹp quá ta. Cha cha cha, các bạn nhớ nói bố mẹ mua cho mình con khủng long màu cam nha. Wow, còn một con khủng long màu xanh nữa nè. Wow, ghê quá. Các bạn chơi cẩn thận nha, không con khủng long màu xanh nó cắn vào tay đó nha. Chà 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 chà. Rồi, mình còn lại những viên kẹo hình ngôi sao nè. Kẹo hình ngôi sao đây nè. Rồi, wow, quả trứng hồng nhá. Xem trứng hồng có cái gì ta. Rồi, anh mở ra nha. Wow, trứng hồng là có cái còi. Trứng hồng là có cái còi. Các bạn thổi còi đi nha. Tê 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 tê. Cái còi mà hình quả bóng nè. Lại có kèo nữa. Trứng nào cũng có kèo hết ta. Rồi mình diễn qua trứng vàng nha. Trứng vàng có cái gì ta? Trứng vàng có hai con khủng long nha. Wow, khủng long màu xanh nè, khủng long màu xanh lá xanh nước biển nè. Wow, khủng long đẹp quá ta, nó có hai cái cánh nữa nè. Wow, còn lại con gì đây ta? Kangaroo, kangaroo màu đỏ nè. Con gì ta? Ngôi sao nè. Ôi sao hay quá. Còn quả trứng màu cam nha. Trứng màu cam. Trứng màu cam có cái gì ta? Có cái nhẫn nha. Cái nhẫn có viên kim cương nó bự quá ta. Wow, viên kim cương như cái hoa nè. Wow, còn lại một bịch kẹo hình ngôi sao.